Thưa quý vị, như tất cả chúng ta cũng có thể thấy rằng đối với những thiên thần nhỏ trong gia đình của mình thì những năm tháng đầu đời, đặc biệt là một năm đầu tiên, là các bé lúc nào cũng cần phải được nằm nghỉ ngơi trên giường, đúng không ạ? Do đó thì việc mà các bé phải tiếp xúc với những chiếc nệm nè hay là những bộ ráp rất là quan trọng luôn. Và đó cũng chính là lý do mà rất nhiều người mẹ, rất nhiều gia đình đã quan tâm lựa chọn những chiếc nệm có chất lượng cao nè, không bị xẹp lún, có độ đàn hồi tốt, bên cạnh đó lại còn thoáng mát nữa. Và kết hợp cùng với lại những bộ ráp cao cấp thì chắc chắn là mình sẽ mang đến một không gian nghỉ ngơi thật là trọn vẹn dành đến cho các thiên thần nhỏ của chúng ta quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng tôi mang đến một sự lựa chọn rất tốt cho gia đình của chúng ta để nâng niu số giấc ngủ cũng như là sức khỏe cho rất là nhiều những thành viên trong gia đình của mình, đặc biệt là trẻ nhỏ trong nhà của mình quý vị nha. Và ngày hôm nay thì đến trường quay của chúng ta có một bé nhỏ rất là dễ thương đang nằm cực kỳ thoải mái luôn ở trên chiếc nệm cao su nhân tạo, dòng sản phẩm chính mà chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, như tất cả chúng ta cũng thấy rằng là với chiếc nệm cao su nhân tạo cao cấp của thương hiệu Everdream, mình có đến hai sự lựa chọn, và sự lựa chọn nào thì cũng sẽ mang đến một không gian nghỉ ngơi thật là trọn vẹn dành đến cho các thiên thần nhỏ của chúng ta, ngay cả bản thân của mình và mọi thành viên trong gia đình của mình quý vị nha. Quý vị sẽ có ngay là những chiếc nệm với kích thước là 1m6 x 2m nè, hay là 1m8 x 2m như là quý vị đang nhìn thấy ở đây. Và Yến à, mình sẽ còn là có nệm gấp 3 hoặc là nệm thẳng nguyên một tấm như thế này luôn, để chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn cho nhiều không gian khác nhau. Bảo hành cho quý vị chính hãng là 10 năm quý vị nha, lại còn giao hàng về tận nhà cho mình, miễn phí giao hàng trên toàn quốc nữa. Và bên cạnh đó đó quý vị, chúng ta không có cần phải lo lắng về sự cồng kềnh vất vả để mà chúng ta nhận ngay sản phẩm này ngay tại nhà của mình. Ngoài ra có thêm quà tặng và mức giá ưu đãi nữa đó. Có thể nói là mức giá rất là hấp dẫn trong chương trình hôm nay quý vị nha. Nếu như quý vị các bạn chúng ta lựa chọn cỡ nệm là 1m6 thì chúng tôi sẽ gửi đến cho gia đình của mình mức giá là 2.690.000 đồng. Nếu như nhà mình xài nệm mà lớn hơn là cỡ 1m8 thì mức giá ưu đãi là 2.990.000 đồng quý vị ạ. Đúng rồi. Và dù là sự lựa chọn nào thì chúng ta cũng sẽ nhận được bộ quà tặng đồng kích cỡ với lại sản phẩm chính của chúng ta mua. Đúng quý rồi. Vị nha, bộ quà tặng của chúng ta sẽ có là ráp nè, mình trần nè, có bỏ áo gối nằm mà bỏ áo gối ôm luôn quý vị và các bạn ạ. Cơ hội rất là hấp dẫn, và màu sắc của bộ quà tặng thì chúng ta sẽ giao ngẫu nhiên đến cho nhà mình, nhưng đã đều là những cái màu sắc rất là tươi tắn cho không gian phòng ngủ quý vị nha. Hãy nhanh tay gọi điện thoại đặt hàng ngay đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn để chúng tôi có thể giao tận nhà cho quý vị một chiếc nệm chất lượng. Thưa quý vị, như vậy là thời gian mua sắm của chúng ta đang trôi dần qua những phút đầu tiên rồi. Quý vị đang theo dõi chương trình, đừng bỏ qua cơ hội để chúng ta có ngay chiếc nệm cao su nhân tạo của thương hiệu Everdream, để từ nay quý vị khi mà chúng ta nghỉ ngơi đó, mình không còn đau lưng nữa, không còn nhức mỏi khi mà nằm nệm kém chất lượng như trước đây quý vị nha. Hãy sở hữu ngay dòng sản phẩm nệm cao su nhân tạo Everdream để mang đến một giấc ngủ thật là trọn vẹn dành đến cho mỗi thành viên trong gia đình mình. Nệm cao su nhân tạo Everdream cực kỳ thoáng mát với hàng trăm lỗ thoáng khí, dẻo dai và có độ bền cao, hạn chế xẹp lún trong thời gian dài. Có vỏ bọc bằng vải gấm mềm mịn, thấm hút mồ hôi hiệu quả, dễ dàng tháo giặt và vệ sinh. Và bên cạnh đó thì sở hữu ngay nệm cao su nhân tạo của thương hiệu Everdream sẽ bảo hành cho quý vị 10 năm cho độ xẹp lún luôn, cho nên chúng ta rất là an tâm khi mình sử dụng nha. Từ nay mình không còn phải lo lắng về chi phí cho giấc ngủ nữa trong ít nhất là 10 năm tới quý vị nha. Hãy nhanh chóng theo dõi chương trình và đặt hàng cùng VTV Hyundai. Chúng ta có thể là dễ dàng lựa chọn loại nệm gấp 3 hoặc là loại nệm thẳng cho gia đình của mình quý vị nha. Tùy theo kích cỡ mà chúng ta mong muốn, chúng ta có sẵn là 1m6 hoặc là 1m8 cho gia đình của quý vị lựa chọn. Và dù là cỡ nệm nào thì chúng ta cũng có mức giá hấp dẫn và quà tặng trong chương trình ngày hôm nay. Với một chiếc nệm cao su nhân tạo về trong không gian phòng ngủ của gia đình mình thì tất cả mọi thành viên trong gia đình của chúng ta, đặc biệt là trẻ nhỏ, sẽ cảm thấy được một giấc ngủ rất là ngon, rất là thoải mái, nâng niu cơ thể, nâng niu tinh thần của gia đình chúng ta quý vị các bạn ạ. Và quà tặng thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị ngẫu nhiên là hoa văn, nhưng nó sẽ đầy đủ, có vỏ áo gối nằm nè, vỏ áo gối ôm, có ráp bọc cũng như có mền trần, để chúng ta một lần mua sắm nhưng mang về cả một không gian phòng ngủ mới cho nhà mình. Và khi mà chúng ta có được một không gian phòng ngủ mà nó thoải mái như vậy, và những chiếc nệm mà mình nằm đó quý vị, nó không có bị xẹp lún theo thời gian, mà ít nhất là quý vị sở hữu ngay nệm cao su nhân tạo cao cấp của thương hiệu Everdream là được bảo hành 10 năm cho độ xẹp lún rồi, thì chúng ta đã rất là an tâm đúng không quý vị. Mình sở hữu nhanh chóng ngay bây giờ quý vị nha, để có ngay một bộ quà tặng là một bộ phụ kiện nè, không thể thiếu luôn, dành đến cho mỗi thành viên trong gia đình của mình. Quý vị có hai mức giá rất là ưu đãi quý vị nha, để chúng ta sở hữu ngay bây giờ khi mà quý vị mua sắm ngay nệm cao su nhân tạo của thương hiệu Everdream quý vị nha. Với khổ 1m6 x 2m chỉ là 2.690.000 đồng, và bên cạnh đó khổ 1m8 x 2m cũng chỉ là 2.990.000 đồng mà thôi. Nhận tặng thêm một bộ ráp mền trần cô tông sa tiên với hoa văn và màu sắc ngẫu nhiên, giao về tận nhà cho mình quý vị nha. Chỉ nhận đơn đặt hàng trong thời gian phát sóng này, hãy nhanh tay lên quý vị ạ. Nhanh tay để chúng ta nhận
thêm quà tặng giá trị, một bộ wrap mền trần của Tông Satin sẽ theo kích thước của sản phẩm chính, sẽ có ngay là hai vả gối nằm, một vả gối ôm, một wrap bọc, một mền trần cao cấp. Hãy làm mới căn phòng ngủ cho gia đình và mang đến những giấc mơ ngọt ngào cùng với sản phẩm hôm nay quý vị nha. Thưa quý vị, có thể thấy một điều rằng là những khi mà chúng ta trở về nhà của mình nó cũng ý thì ngoài bếp nha là chúng ta vào chúng ta nấu ăn, thì một nơi tiếp theo mà bao giờ là mình cũng theo thói quen đó là chúng ta mở cửa chúng ta vào ngay, đó chính là phòng ngủ của gia đình mình, phải không Yến ha? Mà nếu như mà quý vị có những cái chiếc nệm mà theo thời gian chúng ta dùng đó quý vị, nó đã cũ đi rồi nè, nó có cái mùi không có được dễ chịu lắm nha, bên cạnh đó là còn bị xẹp lún xuống nữa, thì cứ hình dung xem là mình sẽ có một cái giấc ngủ như thế nào quý vị. Tất nhiên là chúng ta sẽ trằn trọc trong suốt cả một đêm dài rồi, chưa kể đến là nếu như mà chúng ta có con nhỏ nè Yến ha, có cháu nhỏ như vậy nè, thì mình đâu có muốn là các con của mình, các cháu của mình sẽ có một chiếc nệm không tốt như vậy đúng không quý vị? Cho nên là ngay bây giờ chương trình mua sắm ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị dòng sản phẩm là nệm cao su nhân tạo cao cấp của thương hiệu quen thuộc là thương hiệu Evergreen quý vị nha. Và với sản phẩm này đây nè, Trinh tin chắc một điều là nhà của mình nha, có mỗi thành viên với lại nhiều lứa tuổi khác nhau thì mình đều có thể là dễ dàng sở hữu ngay chiếc nệm này. Và quý vị ơi, đầu tiên đó quý vị, chúng ta mua sắm ngay bây giờ liền đi quý vị. Bởi vì là mình sẽ được giao hàng miễn phí về tận nhà cho mình luôn, không cần phải lo lắng là nặng nề, cồng kềnh hay vất vả nữa. Sở hữu ngay nệm 1m6 hay là 1m8 của thương hiệu Evergreen sẽ được giao về tận nhà cho mình đó quý vị. Như vậy quý vị các bạn, chúng ta yên tâm về khâu mua hàng, vừa có mức giá, vừa có quà tặng nè, rất là ưu đãi, vừa có thêm là miễn phí vận chuyển giao hàng đến tận nhà luôn. Còn về chất lượng của chiếc nệm thì sao? Khi mà quý vị các bạn chúng ta lựa chọn một cái chiếc nệm cho gia đình của mình thì mình sẽ quan tâm đến chất lượng của nó, về độ xẹp lún như thế nào đây, có hóa chất độc hại hay không. Rồi cái chế độ bảo hành ra sao? Chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn nệm cao su nhân tạo với chế độ bảo hành lên đến là 10 năm quý vị các bạn nha. 10 năm cho độ xẹp lún luôn. Và quý vị có thể hình dung là những cái chiếc xe tải cực lớn đó có cán qua, có chạy qua cái tấm nệm của mình. Rồi, nhưng vị, mà nệm của chúng ta vẫn đang hồi trở lại, không hề có cái hiện tượng là bị xẹp lún, bị hư hại hay là bị biến dạng quý vị ạ. Với những chiếc nệm cao su nhân tạo chất lượng và chắc chắn thì sẽ có điều này, quý vị hoàn toàn yên tâm quý vị nhé. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta sử dụng, đặc biệt với trẻ nhỏ gia đình của mình, khi mà nằm lên thì mình phải lựa chọn một cái chiếc nệm không có tồn dư hóa chất độc hại đúng đó Trinh ơi. Và bên cạnh đó nó không có bị xẹp lún nữa Yến à. Bởi vì cái lúc này là cái xương sống của các con mình nó rất là mỏng manh đúng không? Nó cần phải được nâng niu. Đó quý vị có thể tưởng tượng xem là các con của chúng ta nha, có thể là nằm bú sữa nè, nằm chơi thú nhồi bông nè, rồi có thể là nằm chơi với lại ông bà bố mẹ của mình nữa, rất là dễ thương và đáng yêu như vậy đó quý vị ơi. Cho nên là chúng tôi hy vọng là quý vị đừng có tiếc tiền khi mà chúng ta đầu tư ngay một chiếc nệm cao cấp để có được một không gian phòng ngủ trọn vẹn như vậy quý vị nha. Sản phẩm của mình có hai sự lựa chọn cho quý vị luôn á. Đầu tiên á là mình sẽ có những cái chiếc nệm là nguyên tấm phẳng như thế này, hoặc là chúng ta sẽ có những chiếc nệm là gấp lại làm ba luôn. Nó vừa tiết kiệm không gian mà nó phù hợp những căn hộ nhỏ nè, hay là những bạn sinh viên, học sinh thường xuyên phải thay đổi chỗ ở chẳng hạn nữa. Hai sự lựa chọn khi mà quý vị chúng ta mua sắm ngay bây giờ. Và Yến ơi, Trinh thấy là nệm gấp ba nha, nó vừa gọn gàng nè, mà đôi khi nó còn biến thành một cái chiếc ghế sofa tùy theo nhu cầu sử dụng của mình luôn đó Yến. Rất là tiện lợi khi mà quý vị các bạn chúng ta cần di chuyển nệm của mình ở nhiều góc trong gia đình, hoặc là quý vị các bạn chúng ta muốn đó là mình chuyển nhà, mình có một cái nệm gọn gàng để mình mang đi thì mình có thể là lựa chọn chiếc nệm gấp làm ba như thế này quý vị các bạn nha. Cũng là chất liệu cao su nhân tạo luôn, và cũng là cái bề mặt gấm như thế này bao bọc phủ cho nệm của mình, cho nên là quý vị các bạn chúng ta hoàn toàn yên tâm. Nệm gấp ba thì những cái nếp gấp của nó cũng được thiết kế rất là tinh tế để quý vị các bạn chúng ta dễ dàng gấp lại cũng như là bật mở ra quý vị các bạn nha. Và khi mà chúng ta mua sắm chiếc nệm cao su nhân tạo đó thì quý vị các bạn chúng ta sẽ hình dung là ở trên bề mặt của nệm có rất là nhiều những cái lỗ nhỏ li ti, nó thông thoáng cái làn hơi cũng như là phần mồ hôi của chúng ta khi mà chúng ta nằm quý vị nha. Ví dụ như nhiều khi trẻ nhỏ có thể là tè một chút xíu ra trên nệm của mình đó túi Trinh nè, nhưng mà chúng ta cũng có thể là dễ dàng vệ sinh. Và đúng quý vị rồi, các bạn chúng ta thấy là những cái lỗ thông hơi này nhanh khô nó cũng nữa, giúp nhanh khô nè, thông thoáng mồ hôi quý vị các bạn nha. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta sử dụng như vậy thì độ đàn hồi rất là chắc chắn của sản phẩm sẽ giúp gia đình mình có thể là yên tâm sử dụng trong một thời gian dài luôn quý vị nha. Đó, và đây là ở bên trong, còn ở bên ngoài thì sao, sẽ có cái lớp bọc như thế này đây, rất là mịn màng để gia đình chúng ta sử dụng và không có tồn dư hóa chất độc hại quý vị nha. Và cái lớp vỏ bên ngoài thì hoa văn ngẫu nhiên nhưng mà đều là những cái hoa nhẹ nhàng tươi tắn xinh xắn như thế này cho gia đình của chúng ta. Và có thêm là một bộ wrap quà tặng để mình mang về cả một không gian phòng ngủ thật là tươi mới cho gia đình. Và khi mà chúng ta mua nệm nó phủ miếng thì thông thường mình hay lo lắng là gì, mình lo là cái việc vận chuyển về nó nặng nề, nó cồng kềnh, mình cũng hơi ngại một chút xíu đúng không quý vị? Thì đầu tiên quý vị không có cần phải lo về đó nữa nha. Nệm gấp ba hay là nệm phẳng nguyên tấm như thế này chúng tôi cũng giao
về tận nhà cho mình luôn. Và tất nhiên là miễn phí giao hàng cho quý vị 63 tỉnh thành trên toàn quốc quý vị nha, trong thời gian sớm nhất nữa, khi mà quý vị chúng ta nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ. Ngoài ra đó, mua nệm cao su nhân tạo của Everim được nhận tặng thêm một bộ ráp mền trần quý vị nhé, có thêm là ráp giường nè, rồi vỏ gối nằm, vỏ gối ôm đồng bộ với nhau, hoa văn màu sắc ngẫu nhiên sẽ được giao về cho nhà mình luôn, mà lại cùng kích thước với lại chiếc nệm mà chúng ta lựa chọn nữa, nên là quý vị không mất cần phải mua thêm một cái bộ ráp mền trần như vậy đâu. Và bên cạnh đó thì về mức giá đó Yến à, mình cứ phân tích đi, bảo hành chính hãng cho độ xẹp lún là trong thời gian đến 10 năm, nhưng mà quý vị thấy là ngày nào chúng ta cũng sử dụng cả, không chỉ là chỉ vào ban đêm đâu, mà bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Nhưng mà mức giá của chiếc nệm thì nó rất là ưu đãi quý vị nha. Nếu như mà chúng ta mua sắm ngay bây giờ đó, giường nhỏ nhỏ thì có 1m6 x 2m, thì mức giá chỉ là 2.690.000 đồng, mà chia cho 10 năm như vậy, wow, thì quả thật là vô cùng tiết kiệm đúng không quý vị. Chưa kể là còn được miễn phí giao hàng về tận nhà của mình nữa nha. Còn nếu mà nhà của chúng ta có một cái chiếc nệm, một chiếc giường lớn hơn thì sao, mình sẽ có là khổ 1m8 x 2m, thì cũng chỉ là 2.990.000 đồng thôi nha quý vị. Cho nên là với thời gian bảo hành lâu dài nè, cùng với lại là cái số tiền tiết kiệm như vậy chưa đến 3 triệu đồng, mà còn có thêm quà tặng nữa, thì quý vị thấy đó, ưu đãi này thì chỉ có trong thời gian phát sóng này thôi nha. Cho nên là quý vị các bạn chúng ta phải thật là nhanh tay lên để mang về dòng sản phẩm chất lượng, thay vì với những cái sản phẩm cồng kềnh nó cái chi phí vận chuyển ở bên ngoài cũng phải là 100 mấy chục ngàn đó Tú Trinh nè. Những món nhỏ là đã vài chục ngàn rồi đúng không, và quý vị vận chuyển nệm thì nó sẽ còn tốn chi phí hơn. Nhưng mà với VTV Hyundai Home Shopping thì chúng ta yên tâm, được hoàn toàn miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc quý vị nha. Có thể là mua nệm cho gia đình của mình nè, hoặc là mua nệm gửi về ông bà ở nơi xa để giúp nâng niu giấc ngủ của ông bà, của trẻ nhỏ cũng được quý vị ạ. Hãy gọi ngay, chúng tôi sẽ ghi nhận thật là nhanh đơn đặt hàng của quý vị. Thưa quý vị, như vậy là thời gian mua sắm của chúng ta cũng đã trôi hơn một nửa thời lượng chương trình rồi. Và quý vị lưu ý là mức giá ưu đãi này giao hàng về tận nhà, miễn phí giao hàng trên toàn quốc cho quý vị luôn trong thời gian sớm nhất, chỉ áp dụng trong chương trình này mà thôi quý vị nha. Có ngay nệm cao su nhân tạo cao cấp của thương hiệu Everim, cùng với việc là bảo hành chính hãng 10 năm cho độ xẹp lún nữa, nên quý vị có thể là mang về nhà của mình nè, có một không gian nghỉ ngơi thật là trọn vẹn luôn cho mỗi thành viên trong gia đình của mình. Từ những em nhỏ là khi mà cần phải phát triển hệ xương tốt hơn, các em nằm ngủ trên chiếc nệm mà không có bị xẹp lún, không có bị võng cái phần lưng của mình quý vị nha, hay là cả những chị em phụ nữ đang mang thai, rồi cả những chị em phụ nữ tuổi trung niên, và nhất là những người lớn tuổi nữa quý vị. Đó, cả nhà của chúng ta sẽ có một giấc ngủ thật là trọn vẹn đó quý vị ạ. Mua sắm ngay bây giờ để mình có ngay sản phẩm là một bộ quà tặng nữa quý vị nha, một bộ ráp mền trần với họa tiết màu sắc rất là đáng yêu, được giao cùng kích thước với nệm mà chúng ta đã lựa chọn ngày hôm nay luôn đó quý vị. Hãy nhanh chóng lên quý vị ơi, bởi vì mức giá ưu đãi cho mỗi khổ nệm chỉ áp dụng trong đúng chương trình này mà thôi. 2.690.000 đồng cho khổ 1m6 x 2m, và 2.990.000 đồng cho khổ 1m8 x 2m. Sở hữu ngay nệm cao su nhân tạo của thương hiệu Everim để từ nay quý vị không còn phải đau lưng nhức mỏi khi chúng ta phải nằm những chiếc nệm kém chất lượng như trước đây nữa quý vị nha. Chỉ cần lật lưng xuống thôi là chúng ta sẽ có ngay một giấc ngủ thật ngon. Nệm cao su nhân tạo Everim cực kỳ thoáng mát với hàng trăm lỗ thoát khí, dẻo dai, có độ bền cao, hạn chế xẹp lún trong thời gian dài, có vỏ bọc bằng vải gấm mềm mịn, thấm hút mồ hôi hiệu quả, dễ dàng mình có thể tháo giặt và vệ sinh được quý vị nha. Và bên cạnh đó thì quý vị sở hữu ngay bây giờ để mình có thêm sự an tâm về chất lượng, bởi vì nệm cao su nhân tạo của Everim bảo hành 10 năm cho độ xẹp lún luôn đó quý vị. Chúng ta không còn phải lo lắng về chi phí cho giấc ngủ trong ít nhất là 10 năm tới. Mức giá thì sao nào? Nếu như quý vị các bạn chúng ta lựa chọn cỡ nệm 1m6 thì giá ưu đãi là 2.690.000 đồng, cỡ nệm 1m8 thì giá là 2.990.000 đồng. Mỗi nệm đều dài 15 cm quý vị nha, được tặng thêm một bộ ráp mền trần của tôm satin, hoa văn và màu sắc của quà tặng là ngẫu nhiên, chỉ nhận đơn hàng trong thời gian phát sóng, giao hàng tận nơi, miễn phí chi phí vận chuyển. Thưa quý vị, và bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với không gian phòng ngủ của chúng ta. Đó quý vị ơi, nếu như mà chúng ta đang mệt mỏi đó, thì theo quán tính của Trinh nha, là Trinh hay là mở cửa phòng ngủ của mình ra trước Yến à, rồi mình phải nằm lên cái nệm mới thấy thiệt là êm ái, thiệt là dễ chịu. Thì từ từ sau đó là mình phục hồi năng lượng lại, mình có thể tắm rửa nè, mình thay đồ, mình xuống bếp, mình nấu bữa cơm ngon cho gia đình của mình, rồi mình có thể làm việc tiếp tục nữa quý vị. Do đó thì mình thấy được tầm quan trọng của những chiếc nệm mà chúng ta đang mua sắm và sử dụng hàng ngày phải không quý vị. Nệm thì không có được xẹp lún nha, bên cạnh đó là không có cái mùi
ẩm mốc, cái mùi khó chịu nữa Yến à. Bởi vì khi mà chúng ta nằm ở cả đêm như thế đó, nếu như mà nệm của chúng ta không tốt đó, nó ảnh hưởng tới cả hệ hô hấp của mình nè, rồi cái hệ xương của chúng ta nữa, chưa kể là chúng ta áp mặt vào ở bên dưới thì nó sẽ còn ảnh hưởng tới làn da của mình luôn đó Yến. Chính vì thế mà chúng ta lựa chọn nệm gia đình của mình đó, thì mình phải lựa chọn nệm chất lượng và cao cấp quý vị nha. Ví dụ như là những gia đình nào mình xài giường thì mình có thể lựa chọn nệm thẳng như là phụ Yến và Tú Trinh đây, hoặc là những gia đình nào mình hay là mình trải nệm xuống luôn cái mặt sàn gia đình chúng ta đó, vì chúng ta có thể là lựa chọn nệm gấp ba như là bà mẹ với lại em nhỏ như thế này đang ngồi đây. Đúng quý vị, các bạn chúng ta sẽ có thể là yên tâm với cái chất liệu của nệm không có tồn dư hóa chất độc hại, cho nên là các bé nhà mình có thể là thoải mái úp mặt nè, nghiêng nè, là áp vào cái làn da của các bé lên trên bề mặt của nệm quý vị và các bạn. Ví dụ như gia đình của chúng ta khi mà sử dụng nệm gấp ba, lúc mà các bé nằm ngủ thì mình có thể là mình trải cái nệm ra, còn lúc mà mình ngồi chơi chẳng hạn thì mình có thể là mình gấp ba đó. Như vậy quý vị các bạn chúng ta có một cái chiếc ghế sofa êm ái luôn cho các bé của mình ngồi chơi quý vị các bạn nha, rất là thoải mái và dễ chịu. Và nệm của mình là dày 15 cm, cũng đủ cái độ dày luôn để các bé chúng ta có thể là nhún nhảy ở bên trên đó với những cái bé lớn chẳng hạn Tuổi Trinh nè. Và ví dụ như gia đình của mình có nhiều thành viên nặng ký nhưng mình cùng ngồi lên với nhau cũng không sao cả. Ví dụ như là với Trinh đi ha, Trinh có thể là ngồi cùng với lại là cháu của mình là cũng 4 tuổi rồi mà em bé rất là hiếu động đó Yến ơi, cứ bỏ lên nệm là cứ phải nhảy chảy hết mọi góc luôn, thậm chí là mình rất là sợ là nó sẽ bị lúng cái phần nệm của mình, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu như mà chúng ta lựa chọn nệm mà có chất lượng, nệm có nguồn gốc rõ ràng và có chất liệu cao cấp nữa thì quý vị cứ an tâm nha. Đó, giờ đây các bé của nhà mình đó là có thể ngồi nghỉ ngơi nè, nằm chơi nè, rồi ban đêm có thể là nằm ngủ nữa, rất là đáng yêu như vậy luôn. Và đó cũng là cái niềm hạnh phúc tuy đơn giản thôi nhưng mà nó mang đến cái sự an tâm dành đến cho những người mẹ, cho những người bà và cho những người bố trong gia đình, phải không quý vị? Nên là chúng tôi hy vọng rằng là quý vị đừng có tiếc tiền khi mà chúng ta đầu tư một dòng sản phẩm là nệm cao su nhân tạo cao cấp của thương hiệu Everdream với hai kích thước cho mình lựa chọn là khổ 1m8 x 2m nè và 1m6 x 2m quý vị nha, cùng với lại hai sự lựa chọn về những tấm nệm là nệm phẳng nguyên tấm như thế này hoặc là nệm gấp phải làm ba. Quý vị thấy rằng là với những cái chiếc nệm nguyên tấm như vậy đó thì mình có thể là đặt ngay ở ngay trên chiếc giường của chúng ta nè quý vị, nó cố định nhưng mà nó cũng dễ dàng di chuyển quý vị nha, và chúng ta không có nhu cầu là phải di chuyển thường xuyên chẳng hạn, và giường đã cố định rồi, nhà ở cũng đã cố định rồi thì những tấm nệm thẳng như thế này đây sẽ là một sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Cùng với việc là có chất lượng cao cấp nè, rồi cái bề mặt vải gấm ở bên ngoài nó mát mịn, nó thấm hút tốt, và cả những cái hoa văn sang trọng ngẫu nhiên như vậy nữa, đôi khi chúng ta chưa cần ráp giường, mình vẫn có thể là sử dụng trực tiếp luôn những chiếc nệm cao su nhân tạo của thương hiệu Everdream quý vị nha. Và nếu như chúng ta mua nệm thẳng như vậy đó, mình mà đang lo lắng về việc là vận chuyển về nhà của mình vất vả, khó khăn, công kênh, mất thời gian thì ở đây VTV Hyundai Home Shopping giải quyết ngay cho tất cả quý vị luôn. Giao hàng miễn phí trên toàn quốc và trong thời gian sớm nhất, cùng với chế độ bảo hành 10 năm cho độ xẹp lún nữa, để quý vị có ngay một tấm nệm phẳng như thế này nè. Đó, chúng ta mang về nha, làm quà tặng tân gia, mang về làm quà tặng cho những người thân của mình, và đừng quên là kiểm tra ngay tại nhà của mình phải có thêm một bộ quà tặng là một bộ ráp mền trần nha quý vị, thì chúng ta mới phải thanh toán với mức tiền rất là ưu đãi luôn đó quý vị ơi. Và với bộ quà tặng đó thì quý vị thấy là mình có thể là trải ra cùng với cái nệm mới nhà mình ha. Mình ở bên dưới là nệm mới nè. Rồi quý vị các bạn chúng ta thấy là mặc áo gối nằm vào, rồi áo gối ôm cũng có sẵn luôn. Và đặc biệt á là không chỉ có ráp bọc mà còn có là mền trần lớn như thế này quý vị và các bạn Thay vì là mình phải tốn thêm một cái chi phí sau khi mua nệm mới, tốn thêm chi phí mua ráp mới đúng không? Rồi mua cả một cái chiếc mền như thế này trong bộ ráp của mình thì chi phí cũng khá cao. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn quà tặng rất là hấp dẫn quý vị nha. Màu sắc của bộ ráp thì chúng tôi sẽ giao hàng màu sắc ngẫu nhiên cho quý vị, nhưng yên tâm đều là ráp của chúng ta chất lượng, là không có tồn dư hóa chất độc hại, và là mình của mình có những cái đường trần giữ cố định dáng mền. Đồng thời là hoa văn cũng sẽ rất là thanh tú, trang nhã nè, tươi tắn nữa trong không gian phòng ngủ của gia đình chúng ta. Và nếu như quý vị các bạn chúng ta lựa chọn cỡ nệm là 1m6 hoặc 1m8 thì đều có là dáng nệm thẳng hoặc là dáng nệm gấp 3 luôn. Với nệm gấp 3 thì dễ dàng để chúng ta di chuyển, tiết kiệm không gian sống cho gia đình của mình. Và với nệm gấp 3 quý vị lựa chọn cũng sẽ có bộ quà tặng nữa quý vị nha, rất là ưu đãi. Và nệm gấp 3 thì quý vị thấy rằng nó phù hợp cho nhiều không gian hơn nữa đó Yến à. Nhà của mình mà không có được rộng rãi lắm chẳng hạn Yến ha, hoặc là những căn hộ mà chúng ta thường phải di chuyển hay là dọn tới dọn lui á, thì một cái nệm gấp 3 như vậy đó quý vị thấy không, mình gấp lại là các con của mình có ghế sofa nằm chơi, rồi ngồi chơi với lại mẹ, chơi với bà, rồi buổi tối là có thể trải ra luôn là hai bà cháu cùng ngủ với nhau, hoặc là bố mẹ cùng nằm với lại các con của mình nữa quý vị à. Và hai kích thước cho quý vị lựa chọn là 1m6 x 2m hoặc là 1m8 x 2m là tùy theo nhu cầu đặt hàng của quý vị thôi nha. Nhưng mà quý vị lưu ý nha, chương trình mua sắm của chúng ta với thời gian có hạn, số lượng sản phẩm chính và cả quà tặng cũng rất là có hạn luôn, cũng chỉ là áp dụng trong chương trình này mà thôi. Nên quý vị chúng ta hãy nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ
nha, để có ngay những chiếc nệm mà không phải lo về độ xẹp lún nữa. Đó, xe tải cứ cán qua cán lại, chạy tới chạy lui. Nhưng mà quý vị nhìn xem, khi mà đã chạy qua rồi, cái phần bánh xe to nặng như vậy nó cũng không làm biến dạng đi cái phần bề mặt nệm của chúng ta quý vị nha. Bảo hành chính hãng 10 năm cho độ xẹp lún lẫn. Như vậy quý vị các bạn, chúng ta có thể là yên tâm mua sắm ngày hôm nay cho gia đình của mình, nhưng mà mình sử dụng trong thời gian rất là lâu dài. Độ 10 năm là thời gian bảo hành cho độ xẹp lún thôi, chứ còn thời gian thực tế chúng ta sử dụng còn lâu dài hơn như thế nữa. Cho nên là gia đình của mình đầu tư ngày hôm nay liền để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình của mình. Ông bà bố mẹ sẽ có giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn, không còn đau lưng, không còn mệt mỏi như trước đây nữa, và các bé nhỏ cũng sẽ yên tâm với một giấc ngủ thật là ngon và phát triển thật là tốt quý vị và các bạn nha. Mọi mệt mỏi chúng ta sẽ gác lại ở phía trước cánh cửa phòng ngủ. Bước vào trong phòng ngủ thì chúng ta sẽ ngả lưng lên trên một chiếc nệm, ngủ thật là ngon giấc quý vị ạ. Và mức giá đầu tư thì sao nào? Nếu như gia đình của chúng ta lựa chọn cỡ nệm 1m6 thì chúng tôi gửi đến giá hấp dẫn là 2.690.000 đồng, và với cỡ 1m8 thì mức giá ưu đãi là 2.990.000 đồng quý vị nha. Và dù là sự lựa chọn nào, 1m6 hay là 1m8 thì đều nhận được bộ quà tặng rất là hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có là ráp cho nệm của mình nè, cùng có là thêm là một chiếc mình trần nữa, vỏ gối nằm, vỏ gối ôm và màu sắc ngẫu nhiên giao về tận nhà. Và bên cạnh đó là còn được miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên toàn quốc luôn quý vị, không cần phải lo lắng gì nữa nha. Việc cần làm ngay bây giờ là hãy nhanh tay nhấc cái máy điện thoại lên và đặt hàng cùng với chúng tôi đi quý vị, để mang về một chiếc nệm và từ đó mình sẽ có giấc ngủ thật là trọn vẹn cho cả nhà của mình luôn. Hãy nhanh tay đặt hàng, và số lượng sản phẩm rất có hạn quý vị nha. Hãy lựa chọn ngay chiếc nệm cao su nhân tạo Everdream, không còn đau lưng nhức mỏi khi nằm nệm kém chất lượng nữa. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ có thể là yên tâm với một giấc ngủ ngon với nệm cao su nhân tạo Everdream. Chỉ cần đặt lưng xuống là sẽ có ngay một giấc ngủ thật tuyệt vời. Và với nệm cao su nhân tạo của thương hiệu Everdream, cực kỳ thoáng mát với hàng trăm lỗ thoát khí luôn quý vị ạ. Vừa dẻo dai nè, vừa có độ bền cao, lại còn hạn chế xẹp lún trong thời gian dài nữa quý vị nha. Vỏ bọc bên ngoài bằng vải gấm mềm mịn, thấm hút mồ hôi hiệu quả, lại còn dễ dàng tháo giặt và vệ sinh nữa. Nệm cao su nhân tạo Everdream bảo hành 10 năm cho độ xẹp lún, không còn lo lắng về chi phí cho giấc ngủ trong ít nhất 10 năm tới quý vị ạ. Quý vị đặt hàng ngay bây giờ để chúng ta mang về ngay một chiếc nệm cao su nhân tạo gấp 3 hoặc là nệm phẳng nguyên tấm của thương hiệu Everdream, tùy theo nhu cầu lựa chọn và tùy theo không gian phòng ngủ của chúng ta quý vị nha. Và từ đó thì mình sẽ có được một giấc ngủ thật là trọn vẹn, bởi vì sao ạ? Nệm cao su nhân tạo cao cấp của thương hiệu Everdream bảo hành 10 năm cho độ xẹp lún luôn. Nên là quý vị có thể thấy là các con của mình nhún nhảy thoải mái nè, nằm chơi vui đùa sau đó là đi ngủ luôn, cùng với lại ba, cùng với bố và mẹ, rất là an tâm đúng không quý vị? Mà bên cạnh đó lại còn an toàn cho giấc ngủ của chúng ta nữa, bởi vì là không tồn dư hóa chất độc hại nè, không có bị xẹp lún và không có mùi khó chịu nữa quý vị nha. Không ảnh hưởng tới hệ hô hấp của mọi thành viên trong gia đình của mình. Quý vị sở hữu ngay bây giờ thì mình sẽ còn có thêm bộ quà tặng là một bộ ráp mền trần, vỏ gối nằm, vỏ gối ôm với lại cùng kích thước của nệm mà chúng ta đã đặt hàng luôn, mà còn giao hàng về tận nhà cho quý vị miễn phí giao hàng cho mình luôn nha, trong thời gian sớm nhất có thể là 63 tỉnh thành trên toàn quốc nè. Hãy nhanh chóng lên quý vị ạ, hai kích thước cho mình lựa chọn và chúng tôi đã sẵn sàng ghi nhận đơn đặt hàng của tất cả quý vị rồi. Hãy lựa chọn ngay nệm cao su nhân tạo Everdream, nệm dày 15cm, cỡ 1m6 giá ưu đãi 2.690.000 đồng, cỡ 1m8 giá hấp dẫn 2.990.000 đồng, được nhận thêm quà tặng một bộ ráp mình trần của tông satin hoa văn vàng màu sắc ngẫu nhiên. Chỉ nhận đơn hàng trong thời gian phát sóng, hãy nhanh tay lựa chọn. Và quà tặng của chúng ta giá trị quý vị nha, một bộ ráp mền trần với chất liệu là cô tông satin, có cùng kích thước với sản phẩm chính mà chúng ta đặt hàng luôn, bao gồm hai vỏ gối nằm, một vỏ gối ôm, một ráp bọc và thêm một mền trần cao cấp nữa quý vị nha. Hãy nhanh chóng đặt hàng ngay để làm mới căn phòng ngủ và mang đến những giấc mơ ngọt ngào. Quý vị thân mến, không khí vui tươi thoải mái ở trong phòng ngủ của VTV Hyundai Home Shop Viên cũng sẽ là không khí ở tại gia đình của quý vị. Nếu như là tất cả mọi thành viên trong gia đình chúng ta đều có những giấc ngủ ngon nè, đều cảm thấy là cơ thể của mình khỏe mạnh, tinh thần phơi phới đúng không ạ? Và chúng tôi gửi đến cho quý vị một chiếc nệm, nhưng mà đi kèm nó còn là bộ quà tặng có ráp, có mền trần, có vỏ gối nằm, có cả là vỏ gối ôm nữa, để chúng ta trang hoàng cả một không gian phòng ngủ mới luôn. Đó, các bé nhỏ trong nhà mình cũng sẽ rất là thích quý vị và các bạn nha, khi mà có một cái nệm mới nằm ngủ ngon nè. Rồi ông bà cha mẹ của nhà mình cũng vậy nữa đó Thú Trinh ơi. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn mang về một cái món quà mà dành đến cho những người mà chúng ta yêu thương phóng phụ miếng ha, mà không chỉ là ở cố định một hai nơi mà là 63 tỉnh thành trên toàn quốc đó quý vị. Chúng tôi giao hàng miễn phí cho
cho quý vị luôn nha. Và chúng ta không có cần phải lo lắng về sự vất vả cồng kềnh nặng nề khi mà chúng ta phải lo lắng về việc vận chuyển nữa quý vị ạ. Nên là bây giờ đó quý vị, chúng ta đặt hàng ngay để mình có là một cái không gian nghỉ ngơi cho mỗi thành viên trong gia đình của mình nè. Đồng thời là quý vị mua sắm cùng với VTV Vinhome Home Shopping thì mình sẽ có hai mức giá cho hai khổ nệm rất là tiết kiệm như vậy nữa. 2.690.000 đồng hay là 2.990.000 đồng cho hai khổ quý vị nha. Bảo hành chính hãng 10 năm cho độ xẹp lúng luôn. Và bên cạnh đó là còn có thêm một bộ quà tặng là bộ ráp nè, mền chân nè, vỏ gối nằm, vỏ gối ôm cho gia đình của mình nữa. Nên chúng ta hãy nhanh chóng đặt hàng đi quý vị, bởi vì thời gian mua sắm không có nhiều và số lượng sản phẩm chính đi kèm với quà tặng thì chỉ có áp dụng trong đúng chương trình mà chúng ta đang theo dõi thôi. Cho nên là quý vị các bạn, chúng ta phải nắm bắt cơ hội này quý vị và các bạn nha. Lựa chọn nệm chính hãng có thương hiệu nè, yên tâm với chất liệu của nó, không có hóa chất độc hại, chăm sóc rất là tốt cho mọi thành viên trong gia đình của chúng ta. Và thay vì khi mình mua hàng cồng kềnh mình phải tốn thêm cái chi phí vận chuyển để giao đến tận nơi, hoặc nhiều khi giao đi tỉnh thì cái mức chi phí nó cũng đội lên, đúng không Thú Trinh? Nhưng mà rồi, ngày hôm nay được giao hàng miễn phí và có chế độ bảo hành 10 năm cho độ sẹp lún với là nệm của Evergreen quý vị nhé. Xin chúc cho tất cả mọi thành viên trong gia đình chúng ta sẽ luôn có những giấc ngủ thật là ngon, dù là các bé nhỏ nè hay là các quý ông làm việc căng thẳng mệt mỏi, các chị em phụ nữ cần chăm sóc cho nhan sắc của mình, hay là ông bà cha mẹ lớn tuổi không còn lo đau lưng nữa đâu. Hãy chăm sóc giấc ngủ ngay bây giờ nào. Quý vị đang theo dõi chương trình, đừng bỏ qua cơ hội để chúng ta có ngay chiếc nệm cao su nhân tạo của thương hiệu Evergreen. Để từ nay quý vị khi mà chúng ta nghỉ ngơi đó, mình không còn đau lưng nữa, không còn nhức mỏi khi mà nằm nệm kém chất lượng như trước đây quý vị nha. Hãy sở hữu ngay dòng sản phẩm nệm cao su nhân tạo Evergreen để mang đến một giấc ngủ thật là trọn vẹn dành đến cho mỗi thành viên trong gia đình mình. Nệm cao su nhân tạo Evergreen cực kỳ thoáng mát với hàng trăm lỗ thoáng khí, dẻo dai và có độ bền cao, hạn chế xịt lún trong thời gian dài, có vỏ bọc bằng vải gấm mềm mịn, thấm hút mồ hôi hiệu quả, dễ dàng tháo giặt và vệ sinh. Và bên cạnh đó thì sở hữu ngay nệm cao su nhân tạo của thương hiệu Evergreen sẽ bảo hành cho quý vị 10 năm cho độ xẹp lún luôn, cho nên chúng ta rất là an tâm khi mình sử dụng nha. Từ nay mình không còn phải lo lắng về chi phí cho giấc ngủ nữa trong ít nhất là 10 năm tới quý vị nha. Hãy nhanh chóng theo dõi chương trình và đặt hàng cùng VTV Hyundai. Với khổ 1m6 x 2m chỉ là 2.690.000 đồng, và bên cạnh đó khổ 1m8 x 2m cũng chỉ là 2.990.000 đồng mà thôi. Nhận tặng thêm một bộ ráp mền trần cô tông satin với hoa văn và màu sắc ngẫu nhiên giao về tận nhà cho mình quý vị nhé. Chỉ nhận đơn đặt hàng trong thời gian phát sóng này, hãy nhanh tay lên quý vị ạ. Nhanh tay để chúng ta nhận thêm quà tặng giá trị một bộ ráp mền trần của Tom Satin. Sẽ theo kích thước của sản phẩm chính, sẽ có ngay là hai vỏ gối nằm, một vỏ gối ôm, một ráp bọc, một mền trần cao cấp. Hãy làm mới căn phòng ngủ cho gia đình và mang đến những giấc mơ ngọt ngào cùng với sản phẩm hôm nay quý vị nha. Thưa quý vị, chăm sóc giấc ngủ cho mỗi thành viên trong gia đình của mình quý vị nha, với nệm cao su nhân tạo cao cấp đến từ thương hiệu Evergreen mà quý vị đang quan sát ngay bây giờ luôn quý vị nha. Chúng ta đặt hàng ngay bây giờ để mình được nhận ngay chế độ giao hàng về tận nhà miễn phí, giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước luôn, và nhận ngay một bộ quà tặng chúng ta kiểm tra ngay khi nhận hàng quý vị nha. Một bộ ráp chất liệu cô tông satin có mền trần, vỏ gối nằm, vỏ gối ôm đồng bộ kích thước với lại nệm mà chúng ta đã lựa chọn cùng hai khổ là 1m6 hoặc là 1m8 x 2m quý vị nha. Đó, mức chi phí ưu đãi bảo hành chính hãng 10 năm cho độ xẹp lún luôn. Để từ nay mình không còn phải đầu tư quá nhiều cho giấc ngủ, nhưng mà chúng ta sẽ có được một giấc ngủ thật là trọn vẹn với việc sở hữu ngay nệm cao su nhân tạo cao cấp của thương hiệu Evergreen với số lượng rất có hạn chỉ áp dụng trong chương trình này. Một lần nữa chúc cho quý vị sẽ luôn luôn có được những giấc ngủ thật là ngon và trọn vẹn, và đừng quên là hãy nhanh tay đặt hàng và mua sắm ngay bây giờ cùng VTV Hyundai Home Shopping. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị, và đừng quên là hãy tiếp tục đón xem các chương trình tiếp theo của VTV Hyundai.